hãy quay về nương tựa nơi chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường. Các con, hãy tự an trú giữa mọi sự đổi thay, tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn dạ, không quý vị, bỏ cuộc. Buổi sáng hôm nay và lúc 7 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2024, đoàn người của sư Minh Tuệ đang cư ngụ nơi một cái nghỉ ngơi và địa điểm xã Hải Thượng, huyện Lãng Ông, ở tỉnh Quảng Trị. Và nghỉ nơi nghĩa trang. Dạ, thưa quý vị, rất đau lòng vì một vị sư đã vừa qua đời ngày hôm qua vì chịu không nổi với một cái ánh nắng quá nắng của miền Trung, và một sư đã ra đi. Thì người ta cho rằng một vị sư đã ra đi như vậy là có đạt được gì hay không. Thì đối với một cái người tu thì sư từ bên Mỹ về chỉ có 3 hôm thôi, đi theo sư Minh Tuệ vì chịu không nổi với một cái sức nóng, cho nên một vị sư đã qua đời. Cũng như đi khổ hạnh tu hành như vậy thì sau khi ra đi cũng gọi là thanh thoát, nhẹ bớt đi tất cả các nghiệp của mình. Và hình ảnh hôm bữa sáng là vị sư đang cũng như là thọ thực buổi sáng quý vị. Rồi sau nữa thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Là những hình ảnh của quý Phật tử các nơi, những người yêu mến thầy Minh Tuệ đến để cùng với thầy để đồng hành. Đây là hình ảnh của tất cả quý vị và anh bọn, là tất cả những vị sư đang dùng bữa. Dạ, đó là một hình ảnh của quý thầy quý sư đang ở nơi một cái nghĩa trang. Và đây là những hình ảnh của tất cả các chiến sĩ để bảo vệ. Và bên phía trước là những vị Phật tử đang đem những cái đồ ăn vào trong đó quý vị. Là có bà con đi xếp hàng. Đây là những vị đem những thức ăn đến để nào quý sư ngồi đó quý vị. Dạ, xa mình gom lại thì nó không có được rõ quý vị. Dạ, đây trong buổi sáng thì xin trả lời với tất cả những bà con vào bệnh viện đa khoa trung ương. Không có vị sư thì người ta đã hỏi rằng vị sư đó là có đạt được kết quả hay không. Thì theo nếu nói về nhà Phật, chỉ có tu một ngày là sẽ đạt được kết quả quý vị.
Để đi theo hành trình của thầy là quay thử thách tốt nghiệp. Đó, mình xin tặng những cái video tại đây nha. Thầy đã thương và xin chào mọi người nha. Rồi thì thầy đừng để thầy nữa. Tôi thể đấy đấy. Dạ mình trong đó với thầy đang là thọ thực. Đây là những hình ảnh của tất cả những cô chú anh chị đang yêu mến đoàn người của sư Minh Tuệ, cũng thông báo đến tất cả quý bà con đối với một cái người tu thì chúng ta nếu như mình có ra đi từ trần thì coi đây là một cái hết cái nghiệp của chúng ta, thì cũng không có thấy chi là buồn vì vị sư này cũng chưa có quen với một thời tiết của bên Việt Nam. Sư mình cũng có gia đình, nhưng mà sau khi đã biết được cái công hạnh của sư Minh Tuệ thì vị sư đó buông bỏ hết tất cả từ bên Mỹ trở về để đồng hành cùng với sư Minh Tuệ. Nhưng mà sau khi bị sốc nhiệt nắng thì sư đã qua đời ngày hôm qua. Thì đây là một cái điều cũng rất là không biết vui hay buồn, nhưng đối với cái người tu thì coi đây là một cái niềm vui quý vị. Và đây là cái niềm vui, tại vì con người mình có số mạng, nếu ra đi thì như vậy thì nó rất là tốt rồi. Và đây là những hình ảnh của tất cả những cô chú anh chị yêu thương quý sư Minh Tuệ đến để cùng đồng hành, rồi cũng như là thông báo đến tất cả quý bà con. Thì nếu nói về một cái người mà đi hành đạo 3 ngày, cho dù một ngày thì cũng được an lạc để giải thoát quý vị. Và sau khi vị sư sốc nhiệt để đưa vào bệnh viện của Huế và điều trị, cuối cùng qua không khỏi. Thì ở đây đó là chúng tôi thấy rằng vì cái tinh thần đạo đức rất cao. Nếu mà chúng ta có ra đi nữa thì chúng ta cũng được giải thoát. Và sự giải thoát đó là sự ra khỏi tất cả những sự đau khổ của sắc thân tứ đại. Tại vì nếu chúng ta chỉ có buông bỏ sắc thân tứ đại thì chúng ta mới thấy được nhẹ nhàng, an vui. Thì một vị sư đó mà vì buông bỏ tất cả để đồng hành cùng với sư Minh Tuệ đã qua đời. Như thế thì tất cả mọi người đều ai cũng rất là yêu mến. Và chúng tôi tin chắc rằng sư sẽ đạt được kết quả rất quý, rất tốt. Chào anh Khang 98 ạ. Chào chị mình nha. Dạ. Đây là những hình ảnh của quý sư đang ngồi để thọ thực. Tại vì một ngày chỉ ăn một buổi thôi. Một ngày ăn một buổi thử rồi. Dạ thưa quý vị, đây là hình ảnh của quý thầy đang thọ thực ở trong đó đấy vị. Còn khoảng độ chừng 47 số nữa là tỉnh Huế, Tân Vinh nè. Dạ, từ đây trở lên rất khó anh em tiếp cận được với sư Minh Tuệ lắm. Cho nên những hình ảnh trước kia coi như là một cái điều cũng hạnh phúc của chúng ta. Những chị bà đến từ rất sớm. Thì lời của Đức Thầy đã cho biết quý vị. Đức Thầy nói rằng chừng nào nước xuôi một dòng Thầy mới trở về. Thì ở đây thôi không biết vị sư Minh Tuệ này như thế nào, nhưng mà tất cả mọi người ai nấy cũng yêu mến, rất là yêu mến đối với sư.
Thì từ đây cho đến tới Quế là nó khoảng 40 cây nữa là đã đến, đã đến Quế quý vị. Bây giờ một vị sư từ chiều hôm qua đó quý vị đã có báo tin lại với tất cả những cộng đồng. Thì sư đó từ ở bên Mỹ về đi được 4 ngày, 3 ngày thôi, đi được 3 ngày, đi về 4 ngày mà đi chịu được 3 ngày. Thì vì quá nắng cho nên không có chịu nổi với một cái nắng, không chịu nổi với một cái sự oi bức, cho nên là phải đã ra đi quý vị, tức là một vị sư minh thiện. Và đây hiện nay quý thầy quý sư cũng đang thọ thực, nhưng rất là ai nấy cũng rất là mặc nhiên, cũng rất đau lòng vì một vị sư đã ra đi. Nhưng đối với người tu thì mỗi khi mà một vị đã ra đi thì coi như là người đó đã không có còn cái nghiệp lực nữa quý vị. Tất cả những cái nghiệp lực, những cái chướng duyên do cái thân xác của chúng ta để tạo lấy. Nhưng hôm nay vị sư đó đã ra đi thì coi như là chúng ta, cái nghiệp chúng ta nó không còn nữa. Và nghiệp không còn, thì nếu như cái nghiệp không còn nữa thì chúng ta rất là an lạc và hạnh phúc quý vị, rất là hạnh phúc và an lạc. Dạ, thì hôm qua chiếc xe tải để chở nước để tưới cho những mặt đường nó mát thêm, thì đoàn sư toàn bộ là đi trong những cái đường né quý vị, đi trong những cái đường né, không phải ngoài quốc lộ nữa. Tại vì quốc lộ thì nó rất là nắng rất là nắng về xe, cho nên hiện nay thì quý thầy quý sư toàn bộ là đi trong những đường nhỏ, đường né, cho nên thì không có được trực tiếp liên tục được. Rồi cũng như hôm nay video này, thành hậu xin thông báo với tất cả những cô chú anh chị là yêu mến, xin bấm đăng ký kênh để có một cái động lực để sẽ ra nhiều video mới. Và xin nhắc lại, ở đây buổi sáng ngày hôm nay là một tây tháng 6, đoàn của sư Minh Tuệ đang nghỉ tại xã Lãng Ông, huyện Hải Thượng ở Quảng Trị. Và cũng xin thông báo với tất cả, tại vì đây là lấy một cái tên của một ông lương y cũng như là Lê Hữu Trác, một vị lương y của nước Việt Nam chúng ta rất là tài giỏi. Rồi xin thông báo với bà con, Nam Mô A Di Đà Phật.